Chào các bạn nha, đây là video tiếp theo nha. Sưu tầm được mấy cái đồ chơi xịn sò của ngày hôm qua. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái con mèo. Con mèo hôm qua thì nó bị hư cái cuốn sách rồi, hôm nay mình cắt giấy mình dán lên đây. Đấy, giống như con mèo đang đọc đấy nha. Đang đọc sách nha. Con mèo này thì nó dùng cục sạc chai xi bình thường nè. USB bình thường chứ. Đây có công tắc mình mở lên nha. Đó, để mình tắt đèn cho. Đó, đây là màu sáng bình thường nè. Sang đây là màu đỏ nè. Qua đây là màu xanh nè. Rồi qua đây là màu xanh đậm hơn. Và đây là qua màu hồng. Như cái chế độ này nó có thể tự động đổi sang màu khác. Rồi, qua cái đèn mình để đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm hai con heo. Đây, hai con heo này là con heo có thể kéo ra dài và có thể thun lại. Gọi là con heo này không biết nó heo gì, nói chung nó heo mềm mại lắm, heo đồ chơi, nói chung đủ kiểu. Đấy, đây là hai con heo, mình có thể cho nó ra dài được, cho nó cong lên được. Đấy, nói chung nó tạo rất nhiều hình dáng, mình muốn nó bình thường lại thì mình dò. Đấy, xong nó trở lại bình thường nha. Đó, hai con heo này cũng rất là tuyệt vời. Tiếp theo là một cái điện thoại tôm, nhưng mà điện thoại này là của Made in China và hết pin rồi, bây giờ mình bỏ pin vào, còn có một cục chắc cũng hết rồi, mình lấy mua pin mới mình bỏ vào đây, bỏ pin vào nha, lát này cho Cúc nó chơi nha. Đây, xong bỏ thêm cục nữa. Đây, ok, đây là một cái công tắc. Đây là âm lượng. Còn đây là nhạc. Đây thơ ca. Đây là câu chuyện. Ấy dù. Đây. Đây là âm nhạc. Ồ, âm nhạc ở nút này không có được. Mấy nút bên này hình như không được nè. Chỉ có mấy nút bên này. Đây là câu chuyện. Rồi mình đóng. Có thể chào con mèo này. Ok, đây là cơ xài rất là tốt. Còn đây là tới cái máy thứ hai, máy bự hơn, đây gọi là iPad á. Lấy iPad để chắc pin. Để thay cái pin khác vô nha. Ủa, còn pin mà ba? Pin nó pin chắc hư rồi á. Để ba thay cục pin khác vô. Ba cục pin luôn. Đó, vậy là hai cái này đều xài hết luôn nha. Ok, cảm ơn Cúc nha. Rồi, nói chung được hai cái điện thoại này là ok nè. Cái này cũng tương tự như cái đó, đây mức âm lượng. Cái này nhạc để ru ngủ nè. Đây là cái loa. Đây là cũng thơ ca để kể chuyện. À, cái này âm nhạc còn xài được luôn. Và đây là nhạc cụ đen. Đó. Đó. Còn đây âm phím âm lượng. Nó đây là một cái iPad đồ chơi nha. Sóng 4G đàng hoàng luôn nha. 100% pin. Đấy. Đây là nút tắt. Rồi xong tắt. Ok. Vậy là mà mình đã giới thiệu xong cái máy món đồ xịn sò rồi nha. Đấy, iPad nè, iPad đồ chơi rất là tuyệt vời. Cái iPad nhỏ này còn có cái đèn pin trên nữa. Đó, hai cái luôn. Nói chung đều chức năng đều giống nhau. Rồi, ok nha. Rồi, video của mình đây chia sẻ mấy món đồ chơi lụm được rất xịn sò nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại nha.